Năm mỹ nhân độc thân showbiz, các chàng muốn hẹn hò ngày Valentine. Minh Hằng, Miu Lê, Hương Tràm, DJ Chan Moon đều là những cô gái nổi tiếng, xinh đẹp, độc thân và cực kỳ giàu có. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng đã trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng, xinh đẹp và sở hữu lượng fan cực khủng. Tuy nhiên, bé Heo lại là một nàng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ngoại trừ lần ồn ào với Tim, từ đó đến nay, cô chưa từng vướng vào tin đồn hẹn hò với bất cứ ai, dù thường xuyên đóng cảnh thân mật với các bạn diễn nam. Năm 2016 vừa qua cũng được xem là một năm thành công của Minh Hằng. Cô liên tiếp có nhiều dự án phim hấp dẫn như Bao Giờ Có Yêu Nhau, Sắc Đẹp Ngàn Cân và mang tới sự lột xác đầy bất ngờ trong MV mới. Không kém cạnh Minh Hằng, Miu Lê cũng đang là một trong những sao nữ được khán giả yêu mến nhất hiện nay. Nhờ thành công của hai bộ phim remake Em Là Bà Nội Của Anh và gần đây nhất là Bạn Gái Tôi Là Sếp, nữ ca sĩ diễn viên đa tài nghiễm nhiên trở thành mẫu sếp nữ lý tưởng trong mắt nhiều quý ông. Trước đây, Miu Lê là một trong những ngôi sao nữ hiếm hoi, không giấu giếm chuyện tình cảm của mình với người hâm mộ. Hình ảnh hạnh phúc của cô và bạn trai sinh năm 1990 liên tục được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng khi chuyện đời tư bị công chúng chú ý quá mức, sếp nữ tỏ ra thận trọng hơn và không còn đề cập đến người yêu trong thời gian gần đây. Trang Moon cũng là một trong những người đẹp trẻ tuổi, xinh đẹp và sexy có tiếng trong giới DJ Việt Nam. Sau khi gây chú ý tại cuộc thi The Remix, cô nàng liên tục đắc show với các lời mời đi diễn từ Nam chí Bắc, từ trong tới ngoài nước. 2016, Trang Moon còn tạo nên bước ngoặt lớn khi được nhận giải DJ xuất sắc tại sự kiện Korea Cultural Entertainment Award ở Hàn Quốc. Ngoài ra, cô nàng còn có ý định lấn sân sang ca hát chuyên nghiệp trong thời gian tới. Dù liên tục vướng phải nhiều scandal ảnh hưởng đến tên tuổi, hình ảnh, nhưng nhiều khán giả vẫn phải thừa nhận Hương Tràm là một trong những ngôi sao trẻ đi lên bằng tài năng và giọng hát trời phú. Kể từ khi rời The Voice 2012, cô liên tục ra nhiều hit và trở thành cái tên quen thuộc của các sân khấu bar, club nhờ hình tượng sexy và nóng bỏng. Từng được mệnh danh là người đẹp ngực khủng của showbiz Việt, thời gian này Thủy Tớp đã gần như thay đổi về mặt hình ảnh. Cô trở nên hiền hơn, ăn diện kín đáo hơn và liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng và chất lượng. Sự thay đổi tích cực của Thủy Tớp khiến nhiều khán giả có cái nhìn khác hơn về nữ ca sĩ. Thủy Tớp cho biết, cô đang hướng đến hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, làm việc hết sức, tận hưởng cuộc sống và hoạt động vì cộng đồng.